Nam streamer PUBG Mobile nghi vấn lộ clip nhạy cảm, là người nổi tiếng và đã có gia đình. Từ xưa đến nay, những sự cố liên quan đến lộ clip nhạy cảm của các nhân vật nổi tiếng luôn là đề tài nóng hổi cho cư dân mạng mổ xẻ. Vô số các trường hợp clip nóng của những chàng trai, cô gái trẻ, cho tới cả người nổi tiếng bị lộ ra một cách thiếu kiểm soát trên Internet. Điều này không chỉ gây rắc rối lớn cho các đối tượng có liên quan, mà thậm chí còn hủy hoại cả sự nghiệp. Mới đây, một đoạn clip ân ái của một đôi nam nữ được cư dân mạng chia sẻ và đang lan ra xa một cách chóng mặt. Trong đó, nhân vật nam có gương mặt khá giống với Ti, một streamer nổi tiếng của làng PUBG Mobile Việt Nam. Ti vốn là một cái tên không còn xa lạ với các tín đồ eSports nói chung và PUBG Mobile tại Việt Nam. Anh chàng này hiện sở hữu hai kênh YouTube với tổng cộng hơn 7,3 triệu người đăng ký, chuyên sản xuất các clip về chơi game, hướng dẫn. Đặc biệt, nam streamer là người đàn ông đã có gia đình khi lên xe hoa cùng bạn gái hồi đầu năm 2021. Thời gian gần đây, một số streamer thế hệ Z và cận Z đã khiến cho cộng đồng game thủ Việt không khỏi suy nghĩ về những hành động cũng như sự việc mà họ đã và đang làm. Còn nhớ vào thời điểm cuối năm 2020, cả cộng đồng game thủ Việt nói chung cũng như người chơi Free Fire nói riêng đã hết sức bàng hoàng khi một streamer trẻ của tựa game này bất ngờ bị lộ clip 18+. Sau đó, công ty chủ quản nơi streamer này đang đầu quân cho rằng bản thân streamer và công ty đã bị hãm hại để khiến tổn hại về mặt danh dự cho công ty. Sau đó, nữ chính streamer này cũng đã làm một clip đăng tải trên kênh YouTube của mình để khóc lóc và gửi lời xin lỗi tới tất cả mọi người. Rồi hệ quả câu chuyện của này thì sao? Tất cả mọi nền tảng xã hội mà nữ streamer này tham gia đều tăng người theo dõi và đăng ký nhanh một cách bất ngờ. Đến rồi bây giờ, số lượng người biết đến nữ streamer này nhiều hơn trước, không thể đo đếm được, thậm chí ngay cả game thủ không phải Free Fire cũng biết đến cô. Tiếp đó không lâu, thêm một streamer nữa của Liên Quân Mobile cũng bị lộ clip phong the khiến không ít người bất ngờ. Đáng chú ý, nữ streamer này cho rằng không hiểu tại sao clip lại bị lộ ra ngoài, dù nó đã tồn tại cách đây 2 năm và khẳng định hiện tại bản thân không hề có ai. Nam chính trong clip này cũng là một streamer nổi tiếng thì đổ lỗi cho một anh sửa điện thoại nào đó dù chưa có bằng chứng cụ thể. Đến bây giờ thì một cặp tiên đồng ngọc nữ của cộng đồng Free Fire lại tuyên bố chia tay, bất chấp mới đính hôn cách đây không lâu. Cả hai đều là những gương mặt có tiếng của tựa game này với lượng người theo dõi tính theo đơn vị hàng triệu. Nữ chính đó sau khi lên livestream khóc lóc và theo nhiều người đánh giá là cực kỳ giả trân. Ngay cả chính những nhân vật có tiếng nói của cộng đồng Free Fire cũng cho rằng cặp đôi này đang chơi chiêu với mục đích là gì thì có lẽ ai cũng biết. Điểm chung của ba câu chuyện và những nhân vật kể trên đều là các streamer trẻ thế hệ Z hoặc cận Z. Họ đều đã có một lượt fan nhất định và sau khi sự việc xảy ra đều thu hút được thêm sự chú ý của một bộ phận cộng đồng mạng. Liệu có phải câu chuyện lộ clip 18+, chia tay rồi lên livestream khóc lóc, có phải chỉ là kịch bản được dựng lên để cầu kéo sự nổi tiếng hay không? Tất cả không ai dám trả lời và nếu có thì chỉ đặt ở mức nghi vấn. Ngày nay, công nghệ góp phần lớn trong việc phát triển và xây dựng cuộc sống của chúng ta. Nó giúp cho con người nắm bắt thông tin nhanh hơn, cập nhật mọi thứ tiện lợi hơn và sức lan tỏa cũng rộng hơn. Tuy nhiên, công nghệ của thời đại mới cũng giống như hệt một con dao hai lưỡi vậy. Nó đem đến cho bạn sức ảnh hưởng thì nó cũng hoàn toàn có thể dìm bạn xuống theo cách nhanh nhất có thể.